bao năm làm giải cứu động vật của Tuyôn thì cũng chỉ để muốn được nhìn thấy cái ngày hôm nay là truyền một cái động lực đến với tất cả mọi người. Từ việc nuôi rái cá của Tuyôn thì giúp cho toàn thế giới yêu thương rái cá hơn, đỡ bị bắt nó làm ăn thịt mà chuyển nó thành thú cưng. Và khi người ta nuôi nó thú cưng, người ta thấy là không có giúp nó sống tốt được thì người ta bắt đầu tìm một cái môi trường tốt đẹp để cho rái cá được trở về với tự nhiên. Thì trong thiên nhiên thì không còn chỗ cho rái cá ở, chỉ có vườn thú mới là nơi lý tưởng. Thì vườn thú thì cũng không thể chứa được nhiều thú rái cá đâu các bạn, nên các bạn hiểu nguyên tắc của việc bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn thiên nhiên để cho các loài vật phát triển, thì các bạn đừng bao giờ tiếp tay cho những hành động là buôn bán động vật hoang dã. Những con thú ở đây á, mọi người show ra cho các bạn thấy là để các bạn là yêu quý nó, để các bạn bảo tồn nó ngoài thiên nhiên, chứ vô trong này nó bị mất môi trường sống, nó không. Này đi mẹ chẳng gì mà cùng lưng quá. Đi ba ơi, đi lại đây. Heo rừng. Thú mà vô sở thú rồi là nó bị mất môi trường sống của nó. Người ta cho nó cái gì thì nó ăn cái đó, nó không thể mà tìm kiếm những cái loại thức ăn mà phù hợp với cơ thể và sự phát triển của nó. Thì những con thú mà bị nuôi bảo tồn như thế này không đủ điều kiện á, thì nó sẽ không sinh sản được. Giống như con người thời nay á, sống trong môi trường này con người cũng rất khó sinh sản. Muốn sinh sản là con người phải đẻ mổ. Những con thú cũng vậy, nó sẽ dễ bị hư thai hoặc là sinh non, sinh con không được là nó chết. Trường hợp nuôi nhốt thú mà không có đủ tiêu chuẩn thì tất cả thú rồi nó cũng sẽ tuyệt chủng, chứ không phải là nuôi nhốt trong sở thú là nó sẽ phát triển tốt đâu các bạn ạ.